Hiện tại thì Dori đang ở Osaka Station và nơi đây đang có festival về yukata, và như vậy các bạn cũng thấy thì Dori đang mặc một chiếc yukata phải không ạ? Và Dori không biết là yukata, một lễ hội yukata ở Nhật Bản thì sẽ có những gì, và các bạn hãy cùng đi với Dori để tham quan thử là lễ hội yukata sẽ có những gì các bạn nhé. Đi nào. Chiếc chuông gió, và cũng như là chúng ta có thể thưởng thức món ăn, và cũng như là chúng ta có thể tập nhảy với một chiếc yukata như vậy, rất là đẹp phải không ạ? Và tôi hy vọng là đoạn video này sẽ mang lại những điều thú vị cho các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.